Xin kính chào quý bạn đã quay trở lại với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn, bán lẻ quần Jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần Jean nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một sản phẩm quần Jean nam cao cấp mà là hàng hiệu chính hãng chuẩn 100% và được xách tay tại Mexico về. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ có màu sắc là màu xanh biển, cũng như là sẽ được mài nhẹ đi một chút, mà cái phần mài nhẹ này nó không đáng kể đâu. Nói về một chiếc quần bò Jean nam hàng hiệu chính hãng thì chúng ta sẽ biết được là chiếc quần này nó đẹp và nó cao cấp như thế nào. Đầu tiên, chất liệu vải jean thì sẽ được sử dụng là chất liệu vải jean denim co giãn nhẹ nhàng, cũng như là cái độ mềm mượt của sản phẩm thì cũng rất là ok các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua từng cái điểm vải của chúng ta ở đây thì cực kỳ là mịn và rất là mỏng luôn, sờ thì cực kỳ là mềm. Cái điều này thì sẽ giúp cho người mặc có một cái cảm giác rất là thoải mái, thoáng mát và dễ chịu. Đường chỉ may ở trên này thì họ làm rất là gọn gàng, sắc nét, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ và không có chỉ thừa. Còn phía bên trên đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc tắc da và được in trên đó chính là những con chữ cũng như là logo của thương hiệu. Màu sắc thì rất là tươi tắn và da này thì là da bò chuẩn 100%. Các bạn có thể sử dụng trong một thời gian rất là dài mà cái chiếc tag này nó vẫn còn nguyên. Ở bên trên chiếc tag thì nó sẽ có mã của quần cũng như là size số, chiều dài và vòng bụng các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua này, đầy đủ hết. Và chiếc tag của chúng ta thì rất là mềm. Để cho các bạn có một cái nhìn tổng thể hơn về sản phẩm thì mình sẽ mở sản phẩm này ra. Nếu mà khi mà mình mở ra như này, các bạn có thể thấy là cái phần mài bạc nó cũng có một cái số mài rất là nhiều. Còn kiểu dáng thì ở trên này thì sẽ là trơn thôi các bạn nhé. Form dáng thì sẽ là form dáng ống rộng. Đó. Và đây là một trong những kiểu basic mà anh em thường xuyên lựa chọn để mặc đi làm, đi học, đi chơi thì đều rất là hợp lý. Ở bên trong này thì nó sẽ được dệt bằng một cái loại sợi khác các bạn nhé. Và những cái đường chỉ may ở bên trong này thì họ sẽ làm theo kiểu móc xích để làm sao nó tăng được cái sự độ bền. Kể cả ở bên trong này nó không lộ ra ngoài, nhưng các bạn có thể thấy là họ làm thì cực kỳ là gọn gàng này. Sắc nét, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, kể cả trong và ngoài. Mình sẽ để gần lại cho các bạn xem hơn. Nó không phải là ở bên trong mà họ làm cầu thả đâu, mà đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp, nên chính vì vậy họ làm thì rất là ok luôn. Mở sản phẩm này ra thì các bạn có thể thấy là chiếc quần của chúng ta thì tổng thể của nó thì là màu xanh biển. Mặt trước của chúng ta thì mài cũng như là được quát bạc. Và cái điểm này thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta nó trở nên tinh tế cũng như là hiện đại hơn. Những điểm chi tiết của họ, ngay kể cả những cái chiếc đinh tán nhỏ nhất như thế này thì họ cũng làm rất là sắc nét. Đó. Và đây là đồng các bạn nhé, độ bền của nó rất là cao. Các bạn sử dụng mà không sợ bị nó hoen gì. Chữ thì được dập chìm. Và chiếc quần này thì nó sẽ có một cái sự khác biệt so với những sản phẩm mà mình đã từng giới thiệu tới các bạn. Đó chính là ở phần này thì nó sẽ không sử dụng dây kéo mà nó sẽ sử dụng vào nút cài. Những cái nút cài ở đây thì họ đều làm từ bằng thép các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chất thép này, cũng như là dập nổi cực kỳ là tinh tế luôn, cũng như là sắc nét luôn. Các bạn có thể sử dụng nhiều năm mà nó không hề bị bung hay hỏng này ra được. Cái này là mình khẳng định với các bạn 100%. Còn ở bên trong này thì chúng ta sẽ nhìn qua về những cái đường chỉ may ở bên trong. Đó, kể cả làm ở bên trong thì họ cũng làm rất là đẹp luôn, cho thấy sự chỉn chu của sản phẩm là cực kỳ cao. Còn về túi quần của chúng ta thì cũng được in logo cũng rất là sắc nét các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn qua này, rất là tuyệt vời. Còn túi thì cũng rất là to, họ làm thì rất là dày dặn cũng như là rất là tốt luôn. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có những chiếc tắc lụa cũng như là kèm các thông số ở bên trong để các bạn có thể là xem được, ví dụ như là cả trong cả ngoài, size số thì đều hiện ra rất là rõ ràng. Và nếu như các bạn cũng muốn sở hữu cho mình sản phẩm quần Jean nam hàng hiệu này thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, và khi mua sản phẩm các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán. Bên mình cũng hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc với thời gian là cực kỳ là nhanh chóng. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.